Khui. Rồi có nghe cả nhà. Ồ cái này chạy mạnh luôn nha ơi. Ui ui. Hai con hết bự. Hello chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì nãy giờ em chạy mò bò từ ngoài kia vô trong đây xém té sẽ gớt kinh mấy lần mọi người. Đường nó nhỏ á, đường nhỏ xíu gì nè mà dịch nó đi trên đường á, ướt nhẹp à, trơn á. Chạy bò nãy giờ ra tới đây xém té mấy lần mọi người. Đấy, hôm nay em có 10 cái là bát nha. Em tiếp tục đi đặt ra nha, đặt cặp đây nè. Cái ô đó lúa chín, còn ô này ta bơm nước cho dịch ăn nè. Mình đặt cặp dài lên trên kia luôn. Nói chung là đặt cặp ô lúa chưa chín á, có lúa chưa cắt á. Đây, mình đang lội vô nha cả nhà. Chắc mình đặt đây cái quá. Rồi, em đặt một cái nha cả nhà. Đó. Rồi, em tiếp tục lấy mấy cái đó. Bỏ dài đó rồi đặt nè. Có gì hẹn mọi người sáng ngày mai thì đi thăm nha. Hello cả nhà nha. Sáng sớm mà Hiệp đi thăm lập ếch nha. Giờ hôm qua đi đặt lập ếch về, hay tin ở trong khu mình có một người bị dương tính với Covid mọi người. Không biết mai mốt đây mình có đi quay clip được không nha cả nhà. Thì mình cũng không có đi sâu xa, mình nhà mình ra ra ngoài đồng, nhà mình ra ngoài sau hè đồ mình đặt lập ếch kiếm sống rồi cả nhà ơi. Chứ không có đi xa bán kính, không có đi xa ngoài này, mấy trăm mét rồi. Nên cũng đỡ nha cả nhà. Đây mình đang đi trên con đường bóng điên điển. Thì gần tới nơi rồi mình quay cho nhà xem nha. Hôm nay kiếm mớ ếch rồi, về xào cậu găm ăn thôi. Chứ không gài, không có ăn ếch. Không gài ếch mình thả mùng mọi người. Có mấy ếch bự mình dồn là nhiều mình mới xào, ít ăn không đã. Điện này trồng hái hái bán nha mọi người. Đó. Điện này điện trồng. Cái đầu tiên ngay đó, nắng dữ ta. Qua đặt ngay chỗ này nước nó hơi đục. Nước nó đục thúi quá. Biết tình hình sáng nay sao đi. Rồi, cái này bị ai thăm mà mọi người ơi. Nè. Thì người ta dở lên ta thấy vậy nè, ta thăm à. Khui gai. Còn không? Ồ, còn con cái này. Vô đựng con nè. Hôm qua mình đặt mồi mấy con cá biển mọi người. Cá biển người ta bán rẻ mọi người. Tại dịch á, cái ta bán ế á. Ta bán mình rẻ, mua luôn gì đặt lạp luôn nè. Cái đầu tiên vô con nha nha. Chơi một cá biển màu sang luôn. Một lần lấy cá biển bầm ra, lấy con một nửa con bầm ra, nhuyễn ra và nước đồ nha. Bữa nay chơi nguyên con cá biển luôn, cắt ra luôn, cắt ra làm mồi luôn, chơi gì nó mới sướng. Cái đầu tiên nước thúi vô được con cũng đỡ ở nhà. Rồi cái thứ hai nè, lên mày. Cái thứ hai cả nhà. Quý hàng ơi. Rồi cái thứ hai vô con, hai con cả nhà ơi. Nè. Hai con nha. Con trọng trọng, con nhỏ. Cũng được. Đủ sống. Đó. Rồi, thả mày đây đi. Đường này nãy mình không chạy xe ra là đúng rồi. Nãy chạy xe ra là té là sắp mặt luôn. Té con này không biết sao lôi xe lên nổi mọi người. Thua luôn á. Cái hôm nay mình đặt theo yêu cầu anh em mà không gầy. Yêu cầu mình nhiều quá. Đặt cặp mấy lúa. Mà nước này thúi quá. Không biết sao đây. Cặp mấy lúa nè. Ui cái này á. Ui. Ồ chạy cái ai. Con một ta, con một cái nha, con một, cũng không bự gì mấy. Đây đây, rồi cái thứ ba chạy con nữa nha. Nãy giờ ba cái chạy con hay, cái chạy con, cái chạy hai con, cái chạy con,
nó chưa sướng. Tiếp tục đây. Lội mà dở lên rồi nhảy. Rồi tiếp tục cái này không thấy động tĩnh như ta. Nay một mồi ngon mà ít chê hả? Tại đây ruộng này thúi quá cả nhà, vịt nó ăn banh ta lông hết. Quắc. Mắc luôn cái mùi thơm của mình. Ôi, vô con ít bự mọi người. Không bự gì mấy nhưng mà đó nhảy kìa. Cũng thuộc dạng ít bự rồi nghe nha. Nè. Ôi ôi vô đi nó lụm hết chân ba con cá biển mình luôn kìa. Đó. Cũng được. Phải vô ít. Vô ít nhưng mà vô con nào đáng con nấy gì mới đã nữa nha. Vô con nhỏ ní ní không đã. Vô phải vô bự gì nè. Đó. Rồi, tiếp tục luôn cả nhà ơi. Mà đừng có dãy ra, dãy rớt dưới. Rớt dưới sức cái bọc ra mà đi ra. Nãy giờ nhiều cái người ta? 2-4 cái rồi không ta? 4 cái rồi nha. Tiếp à. Nãy đặt 10 cái. Về đi thăm chấm lương nữa. Hôm qua đặt thí bà càng thử đi, chấm lương nó sao. Ủa cái này bị gì vậy? Không phải nha. Tưởng đâu bị dẹp lép rồi chứ. Ôi có động. Rồi lắm rồi lắm. Lụm hàng. Khui hàng. Rồi lụm hai con mọi người. Con ếch bự nè. Đó. Con ếch bự với con ếch nhỏ bên đây. Camage này thiệt tình nữa nha. Nè nha. Con ếch bự nè. Ôi vậy để dở lên. Con bự con nhỏ nha, vô nó ăn mồi láng hết. Đó. Con ếch bự với con ếch nhỏ. Cũng được. Nói chung là vô ếch trọng trọng vậy nó mới đã mọi người. Vô ếch nhỏ không đã gì hết. Quê mình ếch bị lớn đó là hay có lý vậy đó. Nhằm mấy chỗ lồng ngang của nèm á. Trời ơi. Con nào con nấy bốn con tay bàn tay mình mà như chỗ đó chắc mình đặt chắc nó đã gì đâu tay xuống dở lên hết cái đó mình lấy lợp đa năng hai đầu vô ha dứt xuân cái sáng ra nhảy hồi thịt trâu vụ đã rồi lỗng hàng cái này nữa ơi cái này không thấy dán màng ta cục quớt cái mắc cừ dữ à không gài đặt ít chết lắm mọi người khui hàng á rồi chết thiệt trời. Ơi mồi ngon như bên này chê nữa ta. Rồi cùi vậy. Tiếp tục coi. Mồi ngon chết ta. Tại cái nước này thúi quá kìa. Gồm thúi nữa. Cái mình để mồi thúi mình vô cái nào nó lắng át cái mùi. Cái mùi mồi của mình luôn. Còn mùi gồm thúi không à. Mình đứng đây mình đi ngang mà thúi quắc luôn. Thum. Rồi tiếp theo cái này ơi. Ồ có động rồi mọi người. Vô rồi. Cửa hàng ai. Phải gì nè. Lại phải nhảy nè. Dán màn nước quá mọi người. Khui. Lụm. Này vô ít không được bự cái nhà ơi, ba con mà. Hồi nãy giờ lo nhìn hết không quên quay luôn. Nè nha, ba con cũng chỉ vừa nhỏ à, lứa. Nè, hai con nhỏ nè, hai con nhỏ dưới đây con này cũng ổn. Nói chung là cái này chạy không có chạy hết bự. Rồi, ấy mà đây, còn mấy cái nữa. Một ít nhảy trong này ổn ta. Trời ơi, trong ruộng đây có nước nè mọi người, nó hơi dở hơn tí. Khỏi ruộng đây khô á, bên đây còn khui nước vô á. Nó mới ếch nó mới lên dữ. Còn ruộng đây có nước cái đảo chầm trong đây nè. Nó không chịu lên ruộng đây. Buồn lắm. Tiếp. Rồi cái này không thấy gì chân ta. Không thấy động, không thấy dáng màng hết. Đừng nói chết nữa nghe. Hôm nay xui à. Vô con hay con ơi. Rồi chết luôn nha. Buồn ghê. Ơ vô con đã lon gạo đây nha. Tưởng nào không vô chứ vô con cũng đỡ. Rồi tiếp tục con à
một cái, hai cái nữa mọi người, hai cái cuối. Đuốc cái này ở chỗ mình không ai mua luôn cái nha. Kiểu như chỉ thị dịch bệnh đồ quá, chỉ thị cái đầu sao mình cũng hiểu sao ta không chịu vô căng lúa luôn cái nha. Bụng tắc cái gì á. Bỏ lúa nông dân đây ép giá, căng giá 5.000. 5.000 mốt, 5.2 mà ép giờ còn có 4.000 mọi người. Hiểu rồi đó. Khui cái này hình như cái này có nãy động lo nói chuyện không mà mình thấy động hết vậy. Khui. Rồi có nghe cả nhà. Ồ cái này chạy mạnh luôn nha ơi. Ui ui. Hai ngót bự. Hai ngót bự với hai ngót nhỏ. Để rửa cái cho nhà thấy dễ. Đây nắng chiếu vô cái. Nghe nha. Hai ngót bự với hai ngót nhỏ. Ba ngót nhỏ nha, ba ngót nhỏ nhưng mà hai ngót nhỏ. Hai ngót trầm trọng bự bự nè. Hai ngót ba ngót nhỏ. Đó, cái này 5 con nha. Vô cũng khúc cũng đỡ. Rồi, còn cái cuối cùng luôn. Cái gần cuối cái chạy cái phê tay. Phải chạy gì nó mới đã nha. Chạy con hay con đó. Dở lên nó không nặng lợp nó có đã gì hết. Phải ruộng đây nó không có nước ha. Cái này mình vô rồi cả nhà. Cái này vậy, cái cuối cùng nghe nha. Cuối cùng lụm cái. Sao đây? Cuối cùng sao đây? Hình như thấy có động nước rồi ta. Phải không ta? Cuối hàng ơi. Cuối cùng, trời ơi con nhái. Vô con nhỏ xíu rồi nhà ơi. Cái cuối cùng, ui hai con. Hai ngách nhỏ. Cái cuối cùng chạy tệ quá cả nhà ơi. Rồi bữa nay chạy cũng tương đối ok, có con cái không chạy nghe nha. Chạy nhưng mà chạy ít nhỏ không à. Có được mấy cái chạy ít bự, cũng 4-5 con ít bự vậy. Cũng đỡ nghe nha, để về nhà mình đổ ra mình cho cả nhà xem. Rồi kết quả hôm nay nè cả nhà. Để mình phải trong đây cho nhà xem dễ. Đó. Dính bữa nay dính ít trọng trọng cũng nhiều quá. Ít nhỏ khúc cuối mình dính ít nhỏ với hai cái đầu mình dính ít không được bự mấy. Như đây cũng cỡ hơn nửa ký mọi người, nửa ký hơn nửa ký. Rồi, bây giờ mình ở đây cũng kết thúc nha, nếu mọi người thấy hay ủng hộ một cách like và đăng ký kênh nha. Tạm biệt mọi người.